Vâng, và chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh em sẽ giới thiệu cho các bác một cặp loa mà đang có mức giá siêu ọp, gọi là siêu khuyến mãi cho các bác xem kênh của nhà em. Em khẳng định luôn là các bác đã từng theo dõi kênh sẽ mua được một món cực kỳ hời cho các bác. Đó chính là cặp loa Clip F200. Đây là một trong những sản phẩm mà được sản xuất riêng và xuất khẩu cho thị trường Canada và Việt Nam. Đây mẫu một mẫu loa có size khá là lớn, tức là kích thước khá lớn, và có giá niêm yết là 14 triệu. Và ngày hôm nay thì em cũng vét kho hãng được vài cặp nữa cho các bác. Bạn nào đã biết rằng trong khoảng 2 tuần vừa qua thì em có một số sản phẩm vét kho hãng, người ta bỏ mã để ra mã mới. Đơn giản là các bác sẽ được mua sản phẩm mới chính hãng, vẫn bảo hành 1 năm các bác nhé. Vẫn bảo hành 1 năm mà mức giá cực ưu đãi cho các bác. Cặp loa cột này có giá chỉ giảm chỉ còn 9 triệu rưỡi và hỗ trợ bao ship toàn quốc. Tức là các bác sẽ mua hàng tật chỉ mất có 9 triệu rưỡi thôi. Bất kể các bác ở đâu ở cái Việt Nam này thì em sẽ vẫn bao ship cho các bác tới tận nơi cho các bác. Đấy. Thì với 9 triệu rưỡi các bác sẽ có những gì? Ok, một loa có giá chỉ có 9 triệu rưỡi giảm 14 triệu giảm còn 9 triệu rưỡi. Thực sự là quá ngon cho các bác. Thứ nhất, đây là một cặp loa cột của Clip, một trong những thương hiệu có cái tuổi đời rất lâu đời của Mỹ. Rất lâu, có thể nói là lâu nhất nước Mỹ đến thời điểm hiện tại. Và có kích thước loa khá lớn. Về loa thì vẫn sở hữu một cái thiết kế dạng chép ọng kèn chắc chính hòn với... thiết kế ốc mở là 90x90 độ. Và ở bên trong thì sử dụng một cái màng loa dạng titanium và với đường kính là 2,54cm. Thì cái góc mở này nó sẽ làm cho âm thanh chính xác, co gọn về phía trung tâm. Và cái thứ hai là gì? Rất thuận lợi cho những phần nhạc vocal hòa tấu có thể phát ra được, hay là nhạc trữ tình, để có thể hoạt động tốt, rõ phần lời. Đó, đây là chép kèn của riêng Clip, có cái thiết kế độc quyền và gần như là nhìn sẽ biết ngay là của Clip. Tiếp đến là gì? Loa sở hữu hai củ loa mid-bass, với đường kính lên tới là 16,5cm. Loa thì dùng gân loa là gân cao su, còn ở bên trong thì phủ một lớp vàng đồng. Đây là lớp vàng đồng là ceramic metallic và được tạo thành những lớp vòng đồng tâm như này. Hai củ loa như vậy. Thì hai củ loa này nó sẽ là đây loa, đây thực chất là loa 2 đường tiếng thôi. 2,5 đường tiếng thôi. Và hai của loa này nó sẽ làm cho cái giải trung âm xuống rất là sâu và chắc. Loa này có công suất tối thiểu là 100W là peak power, tức là công suất tối đa có thể đạt tới là 200W một loa ở trở hàng 8 ohm. Và cái độ nhạy của nó cũng lên tới là 97 dB. Đấy. Nói chung là một cặp loa mà được sản xuất riêng xuất khẩu cho thị trường Canada. Tức là cái mẫu loa Clip F200 này được sản xuất riêng và xuất khẩu cho thị trường Canada. Và bên ngoài loa này sẽ là một gỗ MDF được là một lớp gỗ sần như này, màu đen, thì nó làm cho loa nó sẽ tăng khả năng chống bám bụi và tăng cái độ bền của loa. Độ đặc biệt loa này thì sẽ đặt nội thu ở phía trước các bác, do vậy là gì, khả năng phóng âm thanh rất là xa cho các bác, cũng như là các bác có thể kê kích sự sát tường, kèm một cái chân chống rung luôn, chống rung cho loa khi hoạt động ở cái công suất cao. Còn về chiều kích thước của loa, chiều cao của loa thì loa này cao tới 1m, tức là khoảng tầm 9cm, đấy, 1m đấy, vâng. Và chiều rộng của loa là khoảng 25 cm. Khoảng 20 cm. Và chiều sâu của loa thì sẽ là sâu khoảng 35 cm. Một loa này thì nó nặng đâu đó khoảng em ước chừng thôi, nó một chiếc loa này nặng tới 23 kg. Đấy, nói chung là khá là nặng, nhưng các bác vẫn được em hỗ trợ bao ship hết, bởi vì là hầu hết là các sản phẩm của em thì em đều hỗ trợ cho các bác bao ship để các bác có yên tâm, không quá phát sinh nhiều chi phí. Đấy là cái chi phí đặc biệt của bên Bờ Audio, hỗ trợ riêng cho khách hàng. Chứ những cặp loa cột này thực tế mà đi ship đi tỉnh xa là gần như là nhiều khi là lỗ vốn các bác. Các bác nhá, phải chia sẻ thật như vậy. Em thì thích bán những cặp ở gần nhưng mà ở xa vẫn hỗ trợ các bác để các bác có cơ hội trải nghiệm cái sản phẩm này. Chứ thực tế ra là nó tới 23 một chiếc loa, 23 cân một chiếc loa, thì như vậy là hai cái loa này nặng đâu đó khoảng 46 kg. Rất nặng đấy ạ, chứ không phải là nhẹ đâu. Mà còn bao ship cho các bác nữa. Giá cực kỳ tốt mà bao ship cho các bác. Đây. Thông số ở phía sau các bác có thể nhìn thấy là gì? Nó là trở kháng 8 ohm này. Công suất 100W là tối thiểu này. Và ở dưới đây. Dưới đây các bác sẽ có cầu loa dạng big wide. Tức là các bác sẽ có thể chơi được như em đang cắm ở đây này, các bác chơi một cặp loa đánh thường, đánh bi am, hoặc các bác đánh big wide, các bác tháo cầu loa ra, đánh big wide hai giải bát chép riêng. Tùy các bác lựa chọn. Đây là một cái sự tiến bộ khá là mới mẻ. Thường những dòng loa cho JBL thì thường không có, thật sự là như vậy. Nhưng mà riêng Clip thì hầu hết là sẽ được đánh big wide. Còn một số dòng loa mẫu loa JBL thì nó sẽ không
không có cái BM mấy đâu, ít lắm. Đó, ok. Thùng loa thì cực kỳ chắc chắn rồi. Loa nặng tới hơn 23kg cơ mà. Một chiếc loa nặng như thế mà thiết kế cũng khá là đẹp cho các bác. Giá giảm cực sâu, vài cặp duy nhất cho các bác, 14 triệu giảm còn 9 triệu rưỡi, lại có được bao ship toàn quốc cho các bác thì có còn gì hơn. Ok, và hy vọng rằng bác nào nhanh tay sẽ được tìm mua được hàng, bởi vì thực ra là đây là thời điểm tốt nhất để bác không mua được hàng giá tốt ấy. Do trong năm thì đây là thời điểm tương đối chậm trong năm, nhưng mà các bác sẽ được mua hàng giá cực kỳ tốt cho các bác. Và bây giờ thì sẽ không để các bác chờ lâu hơn nữa, em sẽ gửi tới các bác một số bản test nhạc đến từ cặp loa Clip F200 sẽ phối ghép với lại chiếc âm ly Cambridge AX100 của nhà em. Các bác lưu ý rằng sản phẩm này sẽ bảo hành chính hãng 1 năm tại Hà Nội hoặc Sài Gòn. Tức là các bác đã yên tâm mà ở trên toàn quốc sẽ bảo hành hết, không phải lo cái chuyện mà hàng bảo hành các bác nhé, yên tâm là như vậy. Và bây giờ mời các bác cùng lắng nghe một số bản test nhạc tới từ cái chiếc cặp loa cực tốt về giá Clip F200 này. Mai sau duyên ta muộn màng, sẽ không ai cho ta.